con gái võ hà trâm được nhà nội cân chiều hết mực tiếp tục ghi điểm ở điều này vừa qua võ hà trâm và chồng doanh nhân đã quyết định lần đầu đưa ánh nữ về ấn độ để đón tết đi qua ly cùng gia đình hiện tại cô bé đã thích nghi với cuộc sống nơi đây ca sĩ võ hà trâm đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi thư giãn tại ấn độ mới đây trên tài khoản cá nhân dòng ca về với em đã cập nhật về những câu chuyện xoay quanh thời gian sinh sống ở nhà chồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Hôm nay cả nhà dẫn Mon đi mua đồ mặc Tết đi qua ly. Bà nội tóc tay mua quá trời đồ cho con luôn. Tối đến con được qua nhà bác Tâm Nam thăm ông bà, Chơi với hai anh thì vui. Mon cũng đã bắt đầu nói được vài chữ tiếng hy đinh luôn rồi. Mon thích nghi với học nhanh thiệt, cả nhà thương con nhiều, võ hạ trăm hạnh phúc kể. Trước đó, nữ ca sĩ từng đăng tải hình ảnh cả gia đình lớn bé đều diện bộ trang phục truyền thống Ấn Độ khiến dân tình không khỏi thích thú. Đáng chú ý, bé Mon cũng tỏ ra cực kỳ hào hứng khi khoác lên người trang phục này. Chẳng như thế, cô bé còn rất vui và hợp tác chụp ảnh cùng mọi người. Cư dân mạng nhận xét được diện trang phục truyền thống trong con gái võ Hà trăm Thùy Mị Đết Na khác hình ảnh thường ngày. Ngày hội họp với gia đình bên nội, dân tình nhận thấy bé Mon có đường nét trên gương mặt giống hệt bố và bà. Tuy nhiên, nhiều biểu cảm của bé vẫn khiến mọi người không nhìn được cười. Về phần võ Hà Trâm, nữ ca sĩ cũng tỏ ra vô cùng hòa nhập với gia đình chồng. Bằng tính cách hài hước, có phần lầy lội của mình, cô nàng đã mang lại bầu không khí vui vẻ cho mọi người. Được biết, gia đình giọng ca về với em dự định ở Ấn Độ một tuần, đón lễ đi qua ly. Nhìn sự vui vẻ, hòa nhập nhanh chóng của con gái Võ Hạ Trâm khi được về quê nội. Ai cũng trêu đu răng nhóc tì, chuẩn gái, cô gái Ấn Độ. Chính hiệu với mái tóc đen dày, làn da ngâm và đôi mắt to tròn. Bản thân Võ Hạ Trâm cũng công nhận nét đặc trưng về ngoại hình của á nữ, đồng thời tiết lộ con gái rất vui trong chuyến đi lần này con ngon lắm Tuy lần đầu về nhà nội còn hơi bỡ ngỡ Nhưng về sau đã thích nghi rất nhanh Phải rồi, nhìn xung quanh ai cũng giống con mà nhỉ Giọng ca sinh năm 1990 nói Ngay ngày đặt chân đến nhà nội Con gái Võ Hạ Trâm đã trở thành trung tâm Được tất cả thành viên trong gia đình vây quanh Gia đình chồng nữ ca sĩ đặc biệt yêu thương và quan tâm bé Mon Bà nội cùng các cô các bác còn nhanh tay khui đồ chơi để dỗ ngọt cô bé khiến mẹ Trâm bị cho ra rìa Trong một lần tâm sự với khán giả ở trên trang cá nhân nữ ca sĩ từng chia sẻ con gái sở hữu tính cách độc lập bé Mon hơn 2 tuổi thích màu hồng, bông hoa, công chúa yêu hòa bình ghét chiến tranh thích làm quen với mọi người yêu động vật và nhẹ nhàng với em bé khác luôn muốn được tự do độc lập từ cảm xúc đến chuyện ăn uống ngồi xe các kiểu mà không phụ thuộc bất kỳ ai, con gái mẹ trăm phải vậy, mẹ chịu. Chẳng những thế, nhóc tên nhà Võ Hà Trâm còn thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ. Nữ ca sĩ vô cùng tự hào khi con gái biết hát nhẩm theo các bài hát thiếu nhi từ khi mới 17 tháng tuổi. Cô và ông xã nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng khi nuôi á nữ bằng phương pháp thuần chay. Cả hai cùng so cả hai cùng nhau xây dựng lối sống xanh làm mạnh cho con từ bé Võ Hạ Trâm đã kết hôn với chồng Ấn Độ là do nhân Vít Cát vào năm 2019 Sinh con gái Mon sau 2 năm, mẹ chồng nữ ca sĩ từng tặng vàng nhiều món quà đắt đỏ cho con dâu Bên cạnh đó, trong thời gian người đẹp thực hiện MV về với em ở Ấn Độ Bà là người ở phía sau tiếp sức cho con dâu yên tâm làm việc